Xin chào mọi người, thì trên tay tôi là cái máy nghe nhạc của Trung Quốc. Thì cái máy này tôi mua rồi cũng được 10 năm rồi. Mua thì lúc đó mua khoảng trăm mấy chục ngàn, quên rồi. Mua xài được năm đã hư rồi. Thì nói chung là mấy cái máy nghe nhạc rẻ tiền của Trung Quốc thì ta xài khoảng tầm chừng 5 2 năm là nó hư rồi. Nó không hư pin thì nó cũng hư mạch. Thì bây giờ tôi sẽ tháo ra, tôi chế lại thành cái máy nghe nhạc. Giờ tháo ra coi cái gì còn sử dụng được thì lấy lại, còn không sử dụng được dục hết. Mà chắc chỉ còn sử dụng được hai cái lo, hy vọng hai cái lo lấy lại lần chế thôi, còn mấy cái mạch điện, mấy cái pin nó chắc nó hư hết rồi. Giờ chế nó thành một cái máy nghe nhạc Bluetooth, thành cái lo Bluetooth. Khi tháo ra thì thấy nè, đây là cái mạch điều khiển hát bằng thẻ nhớ. Thì cái máy này ngày xưa nó không có chế độ Bluetooth nha các bạn, nó chỉ có cái ngổ vào âm thanh ra từ cái điện thoại hoặc là từ thiết bị phát nhạc, ta cắm vào cái jack 3.5 này thôi, nó không có Bluetooth. Pin hai lo, chắc mấy cái này giờ nó hư hết rồi, nó dục hết. Hơn giờ ta đo thử hai cái cặp lo này còn sử dụng được không để ta chế lại. Một cặp lo là khoảng 4 ohm ha. 4 ohm, ta đo coi nó đúng 4 ohm không. Nếu nó đúng 4 ohm thì nó còn. Nó khoảng 3 đến 4 ohm ha. Rồi như vậy là cái cặp lo này còn sử dụng được. Bây giờ ta sẽ lấy chế thành một cái bộ lo Bluetooth. Chế thành một cái lo Bluetooth ha, nghe nhạc chơi. Để làm một cái lo Bluetooth thì chúng ta cần một cái mạch Bluetooth âm thanh. Thì trên tay tôi là một cái mạch Bluetooth có cái đại âm thanh. Nó ra hai cái lo 4 ohm 4W. Đây là một cái mạch sạc pin và ta cần một cục pin 18650 3.7V. Rồi, ta tiến hành làm nhé.
Như vậy là tôi đã lắp xong một cái lo Bluetooth từ cái máy phát nhạc hư. Do tôi mới lắp xong thì trước khi ta sử dụng thì ta sạc đầy pin. Thì lưu ý là tắt nguồn rồi mới sạc pin. Nếu ta vừa sạc và vừa sử dụng lo thì nó dễ gây hỏng cái mạch sạc pin. Thì khi sạc đầy thì ta tiến hành sử dụng. Thì nó cũng giống như các lo Bluetooth ta hay sử dụng. Thì khi mở nguồn thì nó sẽ phát ra tín hiệu. Cái lo đã sẵn sàng và ta vào cái cài đặt để ta kết nối Bluetooth của cái lo. Thì cái mạch Bluetooth này nó có cái tên là Hazy Audio. Thì ta chọn vào. Khi ta chọn vào thì nó phát tín hiệu là kết nối thành công. Thì bây giờ ta sẽ sử dụng bình thường. Thì ta mở một cái clip nhạc lên. Thì nó sẽ phát ra cái lo Bluetooth cho mình. Thì để tăng giảm cái âm lượng âm thanh do cái lo Bluetooth phát ra thì một là ta tăng giảm cái âm lượng trên cái điện thoại của mình. Thì cái mạch này nó cũng có cái volume để ta tăng giảm cái âm lượng. Thì cái video này cũng đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để xem các cái video kế tiếp tôi sẽ đăng lên trên cái kênh này nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.